Thưa quý vị, sau nhiều tháng biến động vì scandal phế truất cựu Tổng thống Park Geun-hye, chính trường Hàn Quốc đã sang trang khi cuộc bầu cử kết quả ông Moon Jae-in là tân Tổng thống. Tuy nhiên, ông Moon sẽ phải đối diện với nhiều thách thức, mà lớn nhất là căng thẳng với Triều Tiên. Hôm 10 tháng 5, chính trị gia đảng tự do Moon Jae-in đã chính thức nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, chỉ một ngày sau khi có kết quả bầu cử. Chiến thắng của ông Moon mang theo niềm hy vọng về nhiều sự thay đổi. Ứng cử viên nào cũng đưa ra những lời cam kết, nhưng tôi tin ông Moon Jae-in là người có phẩm chất tốt, ông ấy sẽ là một tổng thống tốt. Hiện tại, ông Moon đang phải đối diện với nhiều thách thức lớn của kinh tế chính trị Hàn Quốc, trong đó có căng thẳng với Triều Tiên, xử lý scandal tham nhũng của cựu tổng thống Park Geun-hye và lãnh đạo các tập đoàn lớn, cũng như đưa kinh tế Hàn Quốc thoát khỏi tình trạng tăng trưởng trì trệ, lệ thuộc nặng nề vào các tập đoàn gia đình lớn hay còn gọi là các chaebol. Công việc trước tiên của ông Moon là cải tổ thành phần nội các. Theo nhiều chuyên gia, sẽ có nhiều thay đổi khi vẫn còn nhiều chiếc ghế nghiêng về phe của cựu tổng thống Park. Một trong những vấn đề nổi cộm mà ông Moon phải giải quyết là tình trạng sụt giảm uy tín nghiêm trọng của người dân đối với chính phủ sau scandal tham nhũng của cựu tổng thống. Trong khi đó, những động thái thử nghiệm tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên cũng đang đặt ra cho Hàn Quốc bài toán hóc búa, phải hành xử như thế nào để dung hòa mối quan hệ với quốc gia láng giềng này. Tôi sẽ đảm bảo ngăn chặn bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Triều Tiên bằng việc gia tăng lực lượng quốc phòng. Tôi muốn mang lại hòa bình cho khu vực Đông Bắc Á. Chúng ta là chủ nhân của bán đảo Liên Triều, chúng ta cần phải kiểm soát vấn đề này. Cũng liên quan đến căng thẳng với Triều Tiên, mối quan hệ của Hàn Quốc và Trung Quốc cũng đang đi theo chiều hướng gay gắt. Trung Quốc đang kịch liệt phản đối Mỹ và Hàn Quốc hợp tác lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa TSAAD.